Gần 300 giáo viên cống hiến lâu năm cho ngành giáo dục cộng sản đứng trước nguy cơ mất việc. Tin đến từ Hà Nội, đài VOV ngày 29 tháng 3 năm 2019 loan tin gần 300 giáo viên cấp tiểu học và trung học cơ sở ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội đang đứng trước nguy cơ không được đi dạy học vì cơ chế của ngành giáo dục cộng sản. Phần lớn các giáo viên này là những người đã cống hiến cho nền giáo dục cộng sản nhiều năm nay. Có những giáo viên thời gian giảng dạy đã lên đến 30 năm, có những người là giáo viên dạy giỏi, có bằng khen vì sự cống hiến của mình. Tuy nhiên thì đến nay họ vẫn là giáo viên hợp đồng, không phải là giáo viên thuộc biên chế công chức nên sắp tới họ phải thi tuyển viên chức. Các giáo viên cho rằng họ sẽ khó có thể đậu vào kỳ thi này vì tuổi họ cũng đã cao, rất khó cạnh tranh với những ứng viên trẻ tuổi được đào tạo theo chương trình mới của Bộ Giáo dục. Và nếu trượt viên chức, các giáo viên này sẽ mất việc làm. Bà Trần Thị Toàn, Phó trưởng phòng nội vụ, Ủy ban huyện Sóc Sơn cho biết đây không phải là trường hợp cá biệt chỉ có ở Sóc Sơn mà các quận, huyện khác ở Hà Nội đều có. Nguyên nhân chính là do cơ chế đặc thù của nhà cầm quyền là chỉ được tuyển dụng giáo viên biên chế trong một hạn mức nhất định. Trong khi đó, thì số học sinh trên địa bàn tăng liên tục, nhưng công tác thi tuyển giáo viên viên chức thành phố thì không phát triển thêm. Vì vậy, để có giáo viên giảng dạy cho học sinh, huyện phải ký hợp đồng lao động. Ngoài nguyên nhân này, thì hầu hết người dân muốn vào được biên chế nhà nước phải có mối quan hệ thân quen hoặc là con ông cháu cha, hoặc là phải mất một khoản tiền lớn để hối lộ cho cấp trên.